Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 8 sách Ánh Diều. Chương 2 bài 1 phần bài tập tiếp theo. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán 8 sách Ánh Diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 4. Quy đồng mẫu thức các phân thức trong mỗi trường hợp sau. A B. Rồi để làm bài tập này thì trước hết là các em nhớ lại cách quy đồng mẫu thức các phân thức chúng ta đã học ở các video trước. Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, ta có thể làm như sau. Bước 1. Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nếu cần. Ở đây nếu cần có nghĩa là các mẫu thức mà đã ở dạng nhân tử rồi thì chúng ta không cần phải phân tích. Phân tích các mẫu thức thành nhân tử nếu cần, rồi tìm mẫu thức chung. Bước 2. Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu. Bước 3. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức đã cho với nhân tử phụ tương ứng. Rồi cụ thể các em làm câu E. Chúng ta quy đồng mẫu thức của hai phân thức này. Bước 1 là chúng ta phân tích tử và mẫu của mỗi phân thức thành nhân tử nếu cần. Thì trong trường hợp này, chúng ta không cần phải phân tích. Sau đó là các em tìm mẫu thức chung. Các em chọn mẫu thức chung. Phân thức thứ nhất có mẫu là x trừ 3y. Phân thức thứ hai có mẫu là x cộng 3y. Mẫu thức chung chính là tích của các nhân tử chung và riêng. Mỗi nhân tử các em lấy lũy thừa với số mũ là cao nhất. Ở đây x trừ 3y, số mũ cao nhất là 1. X cộng 3y, số mũ cao nhất là 1. Như vậy, các em lấy tích của hai nhân tử này. Mỗi nhân tử các em lấy lũy thừa với số mũ là cao nhất. Vậy mẫu thức chung là x trừ 3y nhân x cộng 3y. Tiếp theo là các em tìm nhân tử phụ của các mẫu thức. Bằng cách là lấy mẫu thức chung, các em chia cho từng mẫu. Nhân tử phụ của các mẫu thức trên lần lượt là, các em lấy mẫu thức chung, chia cho từng mẫu. Trước hết là các em chia cho x trừ 3y. Rồi chia cho x trừ 3y thì các em bỏ x trừ 3y đi, còn lại là x cộng 3y. Rồi tiếp theo, các em lấy mẫu thức chung, chia cho x cộng 3y. Chia cho x cộng 3y thì các em bỏ x cộng 3y đi, còn lại là x trừ 3y. Tiếp theo là các em nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với nhân tử phụ là x cộng 3y. Được chưa? Các em nhân cả tử và mẫu này với x cộng 3y này. Sau đó là các em nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với nhân tử phụ là x trừ 3y. Rồi phân thức thứ nhất, tử là 2 nhân với x cộng 3y. Mẫu là x trừ 3y nhân với x cộng 3y. Được chưa? Phân thức thứ hai, tử là 3 nhân với x trừ 3y. Mẫu là x cộng 3y nhân với x trừ 3y. X cộng 3y nhân x trừ 3y thì các em có thể viết lại là x trừ 3y nhân x cộng 3y. Các em áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B thì trước hết là các em phân tích
tử và mẫu thành nhân tử nếu cần. Ở đây các em chỉ cần phân tích mẫu thành nhân tử thôi. Bốn x cộng 24. Ước chung lớn nhất của 4 và 24 là 4. Các em đặt 4 ở bên ngoài. 4x chia 4 bằng x cộng với 24 chia 4 bằng 6. X bình phương trừ 36. Các em phân tích thành nhân tử. 36 các em viết thành 6 bình phương. X bình phương trừ 6 bình phương thì nó chính là hằng đẳng thức A bình phương trừ B bình phương, trong đó A bằng X, B bằng 6. Bây giờ các em viết thành A trừ B nhân A cộng B, tức là X trừ 6 nhân X cộng 6. X trừ 6 nhân X cộng 6. Tiếp theo là các em chọn mẫu thức chung. Mẫu thức chung thì trước hết là phần hệ số. Hệ số ở đây là 4, hệ số ở đây là 1. Bội chung nhỏ nhất của 4 và 1 là 4. Tiếp theo là nhân tử chưa biến. Nhân tử chưa biến thì ta có nhân tử chung và nhân tử riêng. Nhân tử riêng là x trừ 6. Nhân tử chung là x cộng 6. Mỗi nhân tử các em lấy lũy thừa với số mũ là cao nhất. Rồi sau đó là các em nhân các nhân tử lại với nhau, ta được mẫu thức chung. Tiếp theo là các em tìm nhân tử phụ của các mẫu thức trên bằng cách là lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu. Mẫu thức chung này chia cho mẫu thứ nhất này, chia cho 4x cộng 24, tức là chia cho 4 nhân x cộng 6. Rồi 4 chia 4 bằng 1, x cộng 6 chia x cộng 6 bằng 1, còn lại là x trừ 6. Tiếp theo là các em lấy mẫu thức chung chia cho mẫu thứ hai, thì mẫu thứ hai nó chính là x trừ 6 nhân x cộng 6, được chưa? Rồi cái này mà chia cho x trừ 6 nhân x cộng 6 thì còn lại là 4. Bây giờ các em nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với x trừ 6, nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với 4. Phân thức thứ nhất 4x cộng 24 chúng ta viết thành 4 nhân x cộng 6. Rồi nhân cả tử và mẫu với x trừ 6, tử nhân x trừ 6, mẫu nhân x trừ 6, 4 nhân x cộng 6 nhân x trừ 6, các em viết thành 4 nhân x trừ 6 nhân x cộng 6, áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Phân thức thứ hai, x bình phương trừ 36, các em viết thành x trừ 6 nhân x cộng 6. Các em nhân cả tử và mẫu với 4, tử nhân 4, mẫu nhân 4. 13 nhân 4 bằng 52. Mẫu các em viết lại là 4 nhân x trừ 6 nhân x cộng 6. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Cho hai hình chữ nhật ABCD và MNPQ như hình 1. Các số đo trên hình tính theo đơn vị là cm. A. Viết phân thức biểu thị tỷ số diện tích của hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ. Hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ. À, tỷ số diện tích của hai hình chữ nhật, tức là chúng ta lấy diện tích của hình chữ nhật ABCD chia cho diện tích của hình chữ nhật MNPQ, các em viết dưới dạng phân thức, được chưa? Rồi trước hết là các em tính diện tích của hình chữ nhật ABCD. Hình chữ nhật ABCD
có chiều dài là x cộng 3 cm, chiều rộng là x cộng 1 cm. Vậy diện tích thì bằng chiều dài là x cộng 3 nhân chiều rộng là x cộng 1. Đơn vị đo ở đây là cm vuông. Tương tự chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật MNPQ. MNPQ. Hình chữ nhật này có chiều dài là x cộng 1 cm, chiều rộng là x cm. Vậy diện tích là chiều dài nhân chiều rộng. X cộng 1 nhân x. Đơn vị đo là cm vuông. Bây giờ các em viết phân thức biểu thị tỷ số. Viết phân thức biểu thị tỷ số diện tích của hình chữ nhật ABCD. Phân thức biểu thị tỷ số diện tích của hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ là. Các em lấy diện tích của hình chữ nhật ABCD chia cho diện tích của hình chữ nhật MNPQ. Được chưa? Rồi bây giờ các em rút gọn này. Tử có x cộng 1, mẫu có x cộng 1. Vậy các em chia cả tử và mẫu cho x cộng 1. Tử chia cho x cộng 1, còn lại là x cộng 3. Mẫu chia cho x cộng 1, còn lại là x. Và các em nhớ điều kiện để các phân thức này xác định là mẫu của phân thức ban đầu phải khác 0. Tức là x cộng 1 nhân x phải khác 0. Các em nhớ là mẫu của phân thức ban đầu chứ không phải là mẫu của phân thức đã được rút gọn. Mẫu của phân thức ban đầu phải khác 0. B. Tính giá trị của phân thức đó tại x bằng 2 và tại x bằng 5. Thì trước hết là các em phải kiểm tra xem x bằng 2 thì x cộng 1 nhân x có khác 0 hay không. Nếu khác 0 thì chúng ta mới tính giá trị. Tương tự x bằng 5 thì x cộng 1 nhân x có khác 0 hay không. Nếu khác 0 thì chúng ta mới tính giá trị của phân thức. Được chưa? Rồi câu B. Với x bằng 2 thì x nhân x cộng 1 bằng 2 nhân với 2 cộng 1. 2 cộng 1 bằng 3, 2 nhân 3 bằng 6. 6 khác 0 là hiển nhiên rồi. Như vậy, giá trị của phân thức đó là các em sẽ thay x vào phân thức mà chúng ta vừa rút gọn. Tức là các em thay x vào phân thức x cộng 3 phần x. Được chưa? Lúc này ta có 2 x bằng 2 thì ta có 2 cộng 3 phần 2 bằng 5 phần 2. Với x bằng 5 thì x nhân x cộng 1 bằng 5 nhân với 5 cộng 1 bằng 30. 30 khác 0 là hiển nhiên rồi. Nên giá trị của phân thức đó là x cộng 3 phần x, tức là ta có 5 cộng 3 phần 5 bằng 8 phần 5. Rồi ở đây các em lưu ý là tỷ số diện tích của hai hình, tức là chúng ta so sánh xem là diện tích của hình thứ nhất nó bằng mấy lần diện tích của hình thứ hai. Vì vậy tỷ số không có đơn vị đo nha. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Chị Hà mở một xưởng thủ công với vốn đầu tư ban đầu để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc vân vân là 80 triệu đồng. Biết chi phí để sản xuất, tức là tiền mua vật liệu, lương công nhân của một sản phẩm là 15.000 đồng. Gọi x là số sản phẩm mà xưởng của chị Hà làm được. A. Viết đa thức biểu thị số tiền đơn vị là 1.000 đồng đã bỏ ra để làm được x sản phẩm. Rồi trước hết là các em làm câu E. Viết đa thức biểu thị số tiền đơn vị là 1.000 đồng đã bỏ ra để làm được x sản phẩm. Đơn vị là 1.000 đồng thì trước hết là các em phải đổi 80 triệu đồng sang đơn vị là 1.000 đồng. 80 triệu đồng thì 80 triệu nó chính là 80.000
nghìn, 80.000, nghìn đồng. Rồi. Trước hết là các em tính chi phí để sản xuất X sản phẩm là bao nhiêu? Chi phí để sản xuất của một sản phẩm là 15.000 đồng, bao gồm tiền mua vật liệu, lương công nhân. Một sản phẩm chi phí là 15.000 đồng và X sản phẩm thì chi phí là 15 nhân X nghìn đồng. Rồi, để làm ra X sản phẩm này, không chỉ có số tiền là 15 nhân X nghìn đồng mà còn phải cần đến số tiền xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, tức là còn phải cộng thêm chi phí là 80 triệu đồng. Vậy đa thức biểu thị số tiền đã bỏ ra để làm được X sản phẩm. Thì số tiền đã bỏ ra để làm được X sản phẩm, trước hết là nó bao gồm số tiền xây dựng nhà xưởng, mua máy móc. Số tiền xây dựng nhà xưởng, mua máy móc đó là 80 triệu đồng. Được chưa? Các em đổi thành 80.000, tức là 80.000 nghìn đồng. Rồi cộng thêm chi phí để sản xuất X sản phẩm là 15x nghìn đồng. Thì đây chính là đa thức biểu thị số tiền đã bỏ ra để làm được X sản phẩm. B. Viết phân thức biểu thị chi phí đơn vị là nghìn đồng để tạo ra một sản phẩm theo X. Chi phí để tạo ra X sản phẩm là 80.000 cộng 15x nghìn đồng. Đây là chi phí để tạo ra X sản phẩm. Vậy chi phí để tạo ra một sản phẩm thì ta lấy cái số tiền này, ta chia bình quân cho X sản phẩm. Được chưa? Đây là chi phí để tạo ra một sản phẩm. Phân thức biểu thị chi phí để tạo ra một sản phẩm theo X là 80.000 cộng 15x. Đây là chi phí để tạo ra X sản phẩm. Vậy chi phí để tạo ra một sản phẩm thì các em phải chia cho X. Đơn vị là nghìn đồng. Và các em lưu ý ở đây mẫu thức phải khác không, tức là X phải khác không. Điều kiện để phân thức này xác định thì mẫu phải khác không. C. Tính chi phí để tạo ra một sản phẩm nếu X bằng 100, X bằng 1.000. Nhận xét về chi phí để tạo ra một sản phẩm X ngày càng tăng. Trước hết là X bằng 100. Thì số 100 này là nó khác không rồi. Tức là phân thức đã được xác định. Nên chi phí tạo ra một sản phẩm là 80.000 cộng 15 nhân X, tức là cộng 15 nhân 100. Chia cho X, tức là chia cho 100. Rồi chúng ta tính được kết quả cuối cùng nó bằng 815.000 đồng. Đơn vị là nghìn đồng nha. Với X bằng 1.000, các em thay vào, chúng ta có X bằng 1.000. Thì X bằng 1.000 nó khác không rồi, nên chi phí tạo ra một sản phẩm là 80.000 cộng 15 nhân X, tức là cộng 15 nhân 1.000, chia cho X, tức là chia cho 1.000. Kết quả bằng 95.000 đồng. Bây giờ các em nhận xét về chi phí để tạo ra một sản phẩm X ngày càng tăng. X bằng 100, X bằng 1.000, như vậy là tăng. Ta thấy chi phí để tạo ra một sản phẩm là 815, giảm xuống còn 95. Như vậy nếu X càng tăng thì chi phí càng giảm. Càng làm nhiều sản phẩm thì chi phí để tạo ra mỗi sản phẩm càng giảm. Nhận xét với X ngày càng tăng, chi phí tạo ra một sản phẩm càng giảm. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.